Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay trước mắt các bạn đây là một chiếc xe Honda Future phiên bản màu bạc, bạc nâu đen. Thì thể theo cầu của các bạn á, hôm nay mình đã có mặt tại Hồng Đúc 10 để mình quay chi tiết cái phiên bản màu này cho các bạn cùng xem luôn ha. Thì địa chỉ của Hết á là ở ấp Chà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và một số điện thoại của bạn Nhuận là nhân viên tư vấn bán hàng ở đây là 0964 234 878. Số này có Zalo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết review cái màu này cho các bạn xem luôn. Thì Honda Future á, thì bản thân chiếc xe đã được Honda thiết kế nó rất là chuẩn, chuẩn chỉ luôn. Đẹp từ trên xuống dưới, từ trước ra sau mình thấy là không có điểm trừ, không có điểm nào dư, cũng như là không có điểm nào thiếu ha. Thì lên cái màu nào mình thấy cũng đẹp hết các bạn. Hôm rồi mình có clip màu trắng rồi. Thì đây sẽ là clip phiên bản màu bạc. Cái màu bạc của xe nè, trên mão này là màu đen nha các bạn. Cho nên là Future á, được Honda ghi là màu bạc, bạc đen, bạc nâu đen, vì cái yên màu nâu nha. Phần mặt nạ ở đây có chữ Honda dập nổi nha. Honda đây là chữ nổi nè. Đèn mũi sẽ là bóng LED. Đèn halogen á, sẽ được sử dụng cho bóng xi nhan hai bên trước sau. Trọng lượng xe sẽ là 105 kg, vì đây là phiên bản vành đúc, tức là bánh mâm. Còn xe bánh căm á, sẽ là chính 104 kg. Phanh đĩa trước nữa các bạn, thuộc trước nè ha. Còn đây là phần cụm động cơ. Thì cụm động cơ này á, sẽ là cho ra công suất khoảng chừng 9,2 mã lực, hộp số là 4 số nha, đạt tiêu chuẩn khí thải là Euro 3. Còn đây là cái nhãn năng lượng đây, 1,54 lít cho 100 km. Các bạn nhìn kỹ cái nước sơn của Honda đẹp lắm nha, nó ánh bạc nha, bất kỳ nước sơn nào cũng vậy, nhìn nó hơi ánh bạc, nó giống như là kim tuyến á. Trên này là có cái logo cánh chim của Honda ha, bóng halogen nè các bạn. Phần bẩn đây, phía sau này sẽ là cái phần màu nâu. Thì tất cả những phiên bản mà vành đúc bánh mâm á, sẽ sở hữu là cái phần phía sau này, cái yếm chỗ này sẽ là màu nâu các bạn, cùng với cái yên màu nâu luôn đó. Còn đây là cụm ổ khóa, đây ổ khóa 4 trong 1 hay 5 trong 1 gì đó, vì đây là nó sẽ khóa mà tắt mở động cơ nè, tắt mở máy nè, rồi mở yên nè, khóa cổ nè, khóa từ nè, hết trong này luôn. Đây, một cặp chìa khóa luôn ha. Rồi, đây là phần cụm đồng hồ. Thì tất cả xe đều được dán tem rất là kỹ lưỡng thế này. Đó, bạc, nâu, đen, đúng không? Cụm công tắc nè các bạn, rất là nhẹ nhàng và rất là đẹp. Thiết kế cụm công tắc của Honda mình rất thích. Bên này là nút đề màu bạc nha. Đây phía dưới nè là màu nâu nè. Rồi mình ra luôn cái phần yên để mình mở yên một cái ha. Rất là to bản. Đó, rất là to. Thì khi mà chúng ta ngồi á, sẽ cực kỳ thoải mái cho những chuyến hành trình mà có đi đường dài á, cũng rất là thoải mái. Yên màu nâu nha. Và chiều cao yên của xe sẽ là 756 mm. Cái cốp này nó sẽ rộng khoảng chừng 18 lít, cùng với bình xăng là 4,6 lít. Cái tay nắm sau cũng là màu bạc luôn, nó sẽ tiệp màu với cái này, được sơn bạc luôn. Rồi, nói với tới dòng xe số thì Future có thể nói là chiếc xe có cái cốp to nhất, khủng nhất luôn ha. Bây giờ mình trở lại với cái phần đèn sau đây nè. Đó, cái màu bạc nó sẽ ra tới đây luôn, coi như là nó tiệp màu với cái cản luôn nè các bạn. Cái đèn đuôi này cũng là bóng halogen luôn nè, halogen luôn, chỉ có bóng đèn mũi thôi là sử dụng bóng LED. Phần phục sau sẽ được sơn bạc luôn đó. Và cái bọc sơn đây là được sơn cái màu xám này rất đẹp, từ cái thời mà Honda Future Neo các bạn, mình đã thích cái màu sơn này rồi. Đây là cặp vành. Thì lớp trước á, sẽ là
70, 90 và vành 17 inch. Lớp sau sẽ là 80, 90, vành 17 inch luôn. Các chân sau này ha. Còn đây là cái màu sơn bạc. Còn chú phụ trợ này là chữ nổi luôn nha các bạn. Chữ nổi nha. Đó, màu sơn bạc nè. Số 125 cũng màu bạc luôn, nó nằm ở trong cái nền đen. Rồi cái nền đen này nó lại nằm ở trong cái nền bạc nữa. Bạn thấy không? Phần cụm động cơ đây. Cần số nè. 4 cấp số nha các bạn. Xe sử dụng là phun xăng điện tử. Vừa rồi có một bạn hỏi mình là anh ơi, phu chờ có phanh ABS hay không? Thắng ABS đó các bạn. Thì Honda phu chờ chưa được đâu các bạn. Chưa được hỗ trợ cái đó đâu, chưa được tích hợp cái công nghệ đó đâu. Tỷ số nén của xe sẽ là 9,3:1 nha các bạn. Như vậy thì với xe này các bạn có thể đi xăng A92 cũng được, A95 cũng được luôn. Cùng động cơ nè, đạt tiêu chuẩn khí thải là Euro 3. Cặp mâm này ha. Mâm là 5 cây. 5 cây đang xéo. Mình xin nhắc lại nha, về phần giá cả các bạn vui lòng mình gọi cho bạn Nhuận để tư vấn nha. Giá thì nó tầm 36 ngoài á, khoảng đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ở nhiều góc độ khác nhau của chiếc xe này. Phần cabo các bạn nhìn nè, nó vuốt lên đẹp lắm các bạn. Rất là vừa vặn luôn. Rất là vừa vặn nha. Cái miếng mà chụp bô ở ngoài cũng vậy, rất là đẹp. Các bạn thấy không? Nhìn từ trước, nhìn từ sau, nhìn từ bên hông thì xe vẫn cho cái vẻ đẹp rất là vừa vặn, đầy đặn. Đó, không quá sắc cạnh, cũng không quá mềm mại, rất là vừa vặn luôn. Phần đèn hậu cũng vậy nè. Nó liền lạc với cái thân xe hơn. Đó. À, tất nhiên rồi, một ngày nào đó nhất định mình sẽ sở hữu một chiếc xe phu chờ như thế này. Vì đây cũng là dòng xe mình thích của Honda. Yên màu nâu. Trước khi mình khép lại cái video này á, mình xin đọc lại địa chỉ cửa hàng lần nữa là Head Honda Hồng Đức 10. Địa chỉ là ấp Châu Út A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, nằm trên tuyến quốc lộ 1A của mình. Và số điện thoại của bạn Nhận là 0964 234878. Số này có Zalo nha. Nhân viên của Hồng Đức á, thì lúc đầu cũng rất là nhiệt tình tư vấn. Bây giờ mình xin phép kết thúc video đây luôn. Xin chào các bạn nha.